cái này ai dặn á, tức như trời. Nó xà lan mình giờ tiếp tục vô giao hàng được chưa anh? Giờ mình phải thả cái neo đằng chút ra cho nó dễ. Thả neo được chưa? Cao rồi đó. Tiền ơi, nặng quá. Không nổi. Vừa vừa thôi. Cắt cắt lại đừng thả quá. Nó giặt quá chắc đứt dây neo luôn á. Ghê quá. Quay cao quá thả, mốt quay cao quá thả bằng cái kia lên này. Chừng nào khẩm, chừng nào mà nổi vậy hả, thả cái này. Ghê quá, nó giặt quá. Rồi xả ra luôn đi Tiền ơi. Mai đầu dám vô đâu mà vô. Nếu mà ụt vô là nãy khỏi thả neo luôn á. Không dám vô đâu. Không dám vô hả? Vậy đậu cao cao ở trên này đi. Vậy mình thả neo về hơi cao rồi đó. Cha. Anh ơi. À, kiểu như ve ve thấp thấp xuống cái bình trường tới á. Chứ đừng có ép vô quá nó ủi vô cái mũi xà lan bự đó. Rồi đó lấy cái mũi vô được rồi anh này. Nói ở bà anh chim độn nha. Ở bà anh nói bà anh chú chim độn giùm con. Nói chú chim độn giùm. Nói chú chim độn giùm. Nghe không? Rồi tới tới mũi vô đại đen này. Xa lắm. Bữa nay hên là trong cảng có một cái trái độn siêu bự luôn á. Bởi vậy mình ghé vô mình không sợ chứ kỳ trước. Nước mùa nước năm ngoái con ghé vô trầy xà lan hết trơn luôn. Ổng đang ve lại anh. Em lấy cái cọng dây bự thái đó đó, em buộc dây mang. Còn cái này làm ý. Lấy cọng đó làm dây mũi chứ. Cọng này chắc làm dây mang chắc được. Lấy con kia làm dây mũi đi, dây mũi chịu nặng hơn. Từ từ ổng ghe lại nhiều nhiều luôn á anh ơi. Anh thảy cho nó tới không Tiền? Nè thảy cho nó cộng với cá chú đi. Thôi vô lấy dây mồi đi Tiền ơi, lấy dây mồi đi, không tới đâu con, xa lắm. Không tới đâu, lấy dây mồi lẹ đi. Mũi vô đi anh ba ơi, mũi vô anh ba ơi. Hả? Rồi thả cho nó đi. Rồi. Thả ngay cái mặt nó không thấy thấy đâu vậy trời. Lẹ lẹ cặp bến nhanh nhanh tay chút xíu. Nè, rồi con này coi sao nè. Rồi con này coi chủ mất sao. Rồi đi anh, từ từ đi cho nó buộc cái đó xong cái đi. Xả dây ra, xả dây ra cho nó.
coi có em ra làm sao lấy thêm đường như Thái nó đi tiền, lôi thêm đường như Thái nó lên đi, đặng gịch cộng vô mũi vô đây mới được hả anh. Đi đi, Thái qua ở bên kia mà. Lấy đi, lấy đi, rồi nó hầm á, không có nó hầm á. Rồi tới ăn chút xíu nữa mũi vô lên bài. Phải cộng nữa lên buộc trên đầu cảng nha Vinh. Cộng dây đó hả? Cộng dây đó giờ chạy xuồng vô gì được, chạy xuồng vô đây dính đây luôn à. Chạy xuồng luôn, mình tấp cái dính trong luôn ra không được á. Buộc lại trên đầu cảng đó, trên đó đó. Trường tới đại 50 mét nữa cũng được anh ơi. Buộc vô múc ở trong đó đó. Chạy mạnh quá cả nhà, vô đậu trong đầu cảng này ớn quá, nguy hiểm quá. Bữa nay Ngân làm bằng công nhân, ra mình còn nhiều quá mà cho công nhân xuống suốt mà không biết chừng nào mới xong, mất thời gian hơn. Thôi bây giờ mà đụng vô khách này nè, nó nóng dã man luôn, muốn thủng tay luôn. Nắng kinh khủng luôn. Chú công nhân nè, giờ là mấy chú kiếm mấy chỗ nào mát mát á, mấy chú vô mấy chú nấp nắng trước, nhờ có nắp hầm mình cứ đỡ. Đây là hủ tiền rồi, không có cái nấu trên đầu luôn, nắng chói chang luôn. Bữa nay là hên ở trong đậu cảng á, có cái độn này nè, cái độn chà bá lửa nè, nói Thà Lan mình nó dính vô cái độn này nó không sao, nó không cày, chứ mà không có cái độn nó cày Thà Lan hết luôn á. Quá trời nắng luôn rồi. Ở trên Campuchia á, nắng hơn ở dưới Việt Nam mình nhiều lắm. Bởi nhiều khi á, Ngân quay video á, cái Ngân nói đen giống người Campuchia á, cái nhiều người vô chửi Ngân nói bộ Campuchia nó đen hả mày. Mà ở trên đây nó nắng lắm, mà người Campuchia người ta không có mặc áo nữa, có nhiều người ta ở trần nữa. Cho nên là mình hay nói là Campuchia đen á, là cái lý do mình nói là phải có lý do vậy đó mình mới nói. Nhưng mà bị la dữ lắm, thôi thì không dám nói nữa luôn. Vô lấy nước uống mới được. Đã khác luôn. Trong ấm mới lấy ra hơi ấm, cho phích nước cho đã khác đi. Ủa, nắng nó nóng mà mình đổ mồ hôi mà cái môi nó khô đúng không anh, cái môi nó khô quéo lại luôn.
Kinh khủng khiếp thiệt chứ. Nóng dữ không anh? Bỏ tủ lạnh đi. Cái ngồi nghỉ mệt cái. Ây da. Trời ơi. Một phần đó là xà lan mình giờ vô cảng cũng khá là lâu, cho nên là mình đứng mình phơi nắng lâu quá, bởi vậy mình muốn thành con khô luôn á. Vô được mà, như có chiếc này gác vậy là vô được. Chiến đội mình cũng vô ngay nước mạnh này mà anh. Ừ, ra hơi sợ ha, tại vì chiến đội không có độn. Ờ, bữa nay có chế động bự lắm rồi. Mới đầu mình tính đậu cái vách ở ngoài á, không có tính vô. Bởi vậy thả muốn hết cuồng dây neo. Thả muốn hết cuồng dây neo luôn. Mùa nước năm ngoái nước mạnh cũng cỡ này á. Trời ơi cái xà lan đó. Chiều nay cắt cái đám lục bình mê luôn rồi chú ơi. Quá trời cái đám lục bình. Cái đám lục bình của ổng kìa. Cho ba lửa. Dữ dằn luôn á. Chiếc xà lan này bự quá, cũng đâu có neo kìa. Không có neo, nó tấp vô cảng. Với lại anh biết sao không? Mấy thằng hút này anh không thả neo đâu chịu. Căng ra ngoài nó mới chịu. Xem nước nó chảy coi nè. Cái này là giống y chang mùa nước năm ngoái là ngon vô đây ngon đậu luôn á. Nhưng mà bữa nay ngon không có dám ủi giống như bữa nha. Ông xã ngon đậu xui xui theo cặp vách ở bên cái xà lan này nè. Đó, mình dựa chút xíu vô cái góc mũi của chiếc xà lan này. Không dám cập sát. Nước chảy mạnh quá à. Đợt rồi cập sát sợ quá. Coi nè, lục bình nó tuôn xuống nè. Cái này mà có cọng dây neo của mình là mê luôn anh. Mê không? Mê luôn. Mê luôn á. Kìa kìa. Đề phòng bất chắc mà em thả ra thấy không? Đây đây. Cái xà lan bên đây cọng dây neo chà bá luôn nè. Ghê chưa, ghê chưa. Cắt dây neo muốn ba chọn luôn á. Ông xã ngon đang làm nước cho công nhân uống nè. Nước đây. Lấy nước mưa nha. Nước này là hoàn toàn nước mưa. Ở dưới đây là nước uống là nước mưa đó. Xà lan ngon thì cũng uống bằng nước mưa. Ồ, hết đầy với sách gì nổi anh. Nặng lắm á. Ông đổ nguyên một phít chà bá luôn kìa. Lấy miếng nước đậu chế vô đại ha. Giờ vô á, làm công nhân á là làm một thùng nước đá giống vậy. Đá chà bá luôn, trời nắng thì mấy ông uống nước nhiều lắm. Bởi vậy chút xíu là hết thùng, chút xíu là hết thùng à. Giác cái thùng nước đá này ứ hự luôn á. Này cho mấy ông uống nước đậu đen luôn à. Không lên màu luôn nè. Không, cho thơm, nó có mùi thơm được coi. Đó. Nước đậu đen cũng ngon nấu, ngon uống á. Chế vô đây cho mấy ông luôn. Chút làm nó ấm nước trà. Không, ca đó không chìm đâu. Làm lần qua cam là làm lần cái thùng trà bá vậy đó lần. Không có làm hoài chứ mà làm thùng nhỏ nhỏ là đi lấy hoài luôn. Tại vì mấy ông vừa uống, mấy ông vừa tạt lên chuột luôn. Nè, nè. Nè thùng nè. Cho tiện khi xuống đi. Cho mấy ông tự hạ xuống đi, mấy ông buộc mấy ông hạ xuống. Ê, có cọng dây nè. Kìa, ông đó mấy ông này tự hạ xuống kia đó vậy đó. Để đó mấy ông tự hạ. Được rồi Tiền ơi. Ô. Đó có nước ra là dứt liền. Tích cốt. Tích cốt là nước đá. Trời này mà không có nước đá là xỉu thiệt luôn. Chưa lạnh. Bữa nay á, mình vô mình làm bằng cần cẩu. Mình làm bằng cần cẩu, công nhân xúc vô túi tumbo.
Làm hàng mà thấy công nhân xuống làm thấy tội lắm đó nhờ. Trời bây giờ nắng dữ lắm, mình ra có chút xíu mà mình thở còn không nổi nữa. Ở dưới hầm hàng thấy vậy chứ nóng dữ lắm, nắng kinh khủng luôn á. Mà mấy anh mấy chú xúc vô như vậy nè. Ở bên Campuchia này á, thì một cái cảng nào cũng vậy, phải có một cái tổ công nhân để mà người ta xúc giống vậy, là người ta phải cảng phải nuôi cái tổ công nhân đó. Thay vì những cái chiếc xà lan khác á, thì người ta đã vô máng hút hết rồi, còn xà lan mình vô cần cẩu này mình cẩu á, để mà phải gọi là nuôi công nhân. Tại vì khi mà ví dụ như hàng á, thì có chủ hàng người ta lại lấy hàng bằng túi Sumbo, người ta sẽ đựng ở trong túi Sumbo và người ta chất vô kho luôn. Có chủ hàng thì người ta làm bên hàng xá, cho nên là lúc nào cũng phải có tổ công nhân hết á. Chứ mà nếu mà làm bằng máng hút hết á, không có công nhân á, là không thể nào mà xúc túi Jumbo được. Tại vì ở bên này là họ không có làm bằng cái dạng giống như xì lô hoặc là băng tải. Chỉ là cái cảng này chỉ là cái cảng dịch vụ thôi, chứ nó không hoàn toàn, nó không có xì lô. Xì lô là vô một cái bồn chứa lớn, hoặc là băng tải thì sẽ vô bao, và may miệng bao thì sẽ không có. Nếu mà ví dụ như có làm hàng bao thì công nhân sẽ là người xuống đây xúc vô từng bao vậy đó, rồi có máy may bao luôn. Nó sẽ cực hơn. Xà lan bữa nay giao là gần xong rồi, còn hình như còn có khoảng một xe nữa là xong rồi đó. Đi ra quay cho mọi người xem xíu ha. Nắng quá trời, bên Campuchia bữa nay nắng quá, Ngân đi ra ngoài là phải chùm kính mít vậy mới được. Không chùm che là đen thui thiệt luôn á. Sắp tới Tết rồi, còn có mấy tháng nữa là tới Tết rồi, cho nên là phải che chắn kỹ chút xíu để ăn Tết. Mọi người hỏi Ngân đó là xà lan mà ví dụ như đi như thế này á thì rồi 2 4 5 5 6 7 7. Ồ, trong túi Ngân còn tiền nữa. Mọi người hỏi Ngân á là đi xà lan như thế này thì Tết có nghỉ hay không? Có chứ, Tết vẫn nghỉ Tết bình thường nha, vẫn có nghỉ Tết bình thường. Tại vì một năm có mấy ngày Tết, à mình làm nguyên một năm thì mình chỉ được có mấy ngày Tết để mà mình vui chơi thôi, phải nghỉ chứ. Nhưng mà mình canh ví dụ như tầm khoảng mùng 2, mùng 3 hay gì đó thì mình đi. Rồi có chiếc xà lan lóc neo cả nhà ơi, lóc neo không hay luôn nè, có chiếc ghe này đang lóc neo nè. Thấy cái chiếc xà lan đó, nó quơ quá, tưởng đâu nó lóc neo cả nhờ, nhưng mà không phải. Giống như là khi mà nước chảy quá mình thả cái neo á, cái xà lan mình nó đảo qua, nó đảo lại vậy nè. Nó đảo đó, ví dụ như đảo giờ mà tới chiều là bắt đầu nó mới lóc neo. Giờ là trước mắt là nó sẽ đảo qua đảo lại. Rồi chùm che đi ra ngoài quay cho mọi người xem nè. Chuẩn bị Ngân làm ninja đó. Phải chùm mới được, không chùm là không có được đâu đó. Chiếc này Ngân khỏe nha, Ngân không có đi lên bờ con xe, Ngân giao cho em Vinh hết rồi. Tại vì hôm bữa là Ngân tính Ngân đi về nhà, nhưng mà không có đi cái nhà xà lan mình xong sớm hơn dự định á, cho nên là Ngân không có về nhà mà Ngân vẫn đi xà lan tiếp. Đi thôi, get go. Thấy Ngân giống ninja không? Bao tay bao ơ rồi chùm kính mít hết trơn luôn. Bây giờ ở trong cảng á, người ta chiếc này chiếc kia giao hàng á, cho nên bụi lắm. Chùm che kính mít, xà lan mình cũng chùm luôn chứ không phải trời luôn á. Ở ngoài Ngân cũng có xà lan đậu nữa, nhưng mà nước chảy mạnh quá á, xà lan thả neo dài mà nó còn bị lóc neo á, lóc neo hoài luôn. Đây. Sớm giờ ông xã Ngân ngoài đây nè, coi làm hàng. Với lại giao gần xong rồi, còn có con xe nữa là xong rồi đó. Xong luôn hả anh? Ôi vừa ra đúng lúc, xà lan vừa xong luôn.
Kêu nó chưa, nó đâu rồi? Kêu lên đưa cho tiền cho tiền nó đó, Vinh nó không tin luôn. Trời ơi, nó đi tình tang lắm, nó không có lẹ đâu. Cái chân nó không biết có đau không nữa mà nó đi từ 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 vậy đó. Kìa xuống rồi kìa. Ê dò dài. Đi nhanh à. Giờ chuẩn bị kéo hầm nè. Mở dây bên kia đi, em bên này cho. Kéo hầm phụ ông xã không? Trời ơi, nắng muốn chết luôn, mọi người thấy ổng nè. Mặc áo tay ngắn, mặc quần đùi, đội cái nón kết vậy đó. Mỗi lần mà đi lên Campuchia là về là ổng đen thui luôn. Tại vì nắng nhiều lắm. Nước da của ông xã Ngân là bình thường nó đã ngâm rồi mà đi lên đây nắng về nó còn ngâm hơn. Thôi kéo hầm lên thôi. Hai nắp hả anh? Hai nắp hả? Ba nắp? Kéo một lần hai ba nắp luôn. Dây tới không Tiền? Em chằng vô nắp 2 á Tiền ơi, chằng vô tay hầm nắp 2 á. Em kéo một lần 3 nắp luôn. 1, 2, 3. Mình chằng mấy cái dây hầm vô, mình kéo cái 1. Chuyến này về nhớ mua xăng đó nha Tiền. Hả? Chuyến này về nhớ mua xăng. Chị ba thấy hết rồi đó. Chắc về mua cái can bự hơn quá. Can xăng đó đó. Mua can bự hơn. Ừ. Cái máy đó chạy hao xăng quá rồi. Ừ. Về là mua can xăng 50 lít. Kéo từ từ em mở dây nha. Ba nắp nhỏ ba cộng dây luôn. Ghê hả? Thank you.
chuột hết không? Lúc nãy mới bắt được con chuột trong đây nè, thả xuống sông rồi, thả nó lên bụi lục bình rồi chứ không có giết nó. Nó xuống xà lan mình nó phá dữ lắm, nó cắn vào cái dây điện này kia nọ. Mấy con chuột, mấy chú chuột này là đu theo mấy cọng dây á. Bây giờ là giao xong rồi đó. Mọi người biết những cái lúc mà giao hàng mà cuối cùng như thế này là mình hồi hộp dữ lắm. Ta nói tới giờ xổ số hồi hộp đi hàng xá là mình sợ lắm. Tại vì khi mà mình giao hàng á là mình giao bằng con điện tử. Con điện tử thì mọi người cũng biết rồi đó, con già con non không có cố định, cho nên là mình giao hàng mình sợ lắm. À, và đó cũng là cái lý do mà những cái xà lan mà người ta chở hàng bao á, người ta không có dám qua chở hàng xá này kìa. Tại vì con nó con già con non đâu cố định đâu. Mình nhận một cái đầu con điện tử là mình nhận ngoài Vũng Tàu rồi, mình về trên này mình giao một cái đầu con ở trên đây, nó cũng là con điện tử nữa. Nếu mà hai cái con mà nó già hết luôn á hai con mà nó già hết á thì mình ổn, còn nếu mà cái con mà nó bị non á là mình mất cái mồ luôn. Cho nên là sợ. Nhưng mà bữa nay xổ số là ok nha. Cô Lý, chị Ba quên nhờ, kêu em xúc lại cho bác Tám cho nhím ăn rồi. Bắp á. Mấy cái dựng, mấy vách dựng hả? Ừ, mấy vách dựng anh Ba bữa đập miếng tôn vô đó. Ừ, nó ốp vô trong phải không? Nó rớt từ đó nặng hồi nãy em kéo không nổi. Ghê à? Rồi bây giờ là mình rời bến thôi. Rời bến đi về thôi. Sau khi mà xà lan mình rời bến đó là mình sẽ canh mũi lái nha. Canh coi mũi có xà lan không, lái mình có xà lan không, để mình ra bến mình không có bái chiếc này chiếc kia. Rồi xuất bến thôi. Lúc làm cái cay ngọt ngọt chua chua. Ngọt ngọt mà chua chua hả? Nước chanh. Cái hạt me của em á. Hạt me đâu chua. Rồi giờ ông xã ngon quay đầu nha. Rồi bến về thôi. Quanh đầu về Việt Nam liền. Ở trên đây bây giờ nước chảy mạnh á, một số phương tiện xà lan người ta dời vô trong bờ, người ta buộc dây bờ hết rồi, không có dám đậu, thả neo ngoài sông lóc neo quá, nước chảy mạnh nó lóc neo quá không dám đậu. Rồi bây giờ mình đã rời bến mình đi rồi. Chuyến này Ngân lên cam á, Ngân giao hàng chuyến này cũng lâu á, hình như là khoảng 20 mấy ngày trên đây á. Chuyến này không là 2 mấy ngày đó, giờ mình mới về. À, kỳ này Ngân giao đủ số lượng nha, mừng lắm luôn á. Mỗi lần giao hàng là gầu, nhiều khi rầu tối ngủ cũng được luôn á. Giao xong là mừng rồi đó, khỏe rồi đó. Giờ Ngân đi về Việt Nam thôi, cho một chuyến hàng tiếp theo. Rồi bến thôi. Chút xíu xuống kia Ngân quay cho mọi người xem cái hàng đáy á. Bây giờ là nước chảy ra thì cá linh non nó chạy dữ lắm. Bây giờ ta đặt đáy nhiều lắm rồi. Chuẩn bị tới hàng đáy quay cho mọi người xem, hàng đáy bự lắm nha. Đáy trên Campuchia là đáy dài luôn á. Siêu to khổng lồ luôn. Bye bye cảng Siêu Thi nha, Ngân đi về đây.
chiếc của em Tí, chiếc mà bữa đậu chung với mình á, cũng gần xong rồi đó. Chắc có lẽ là làm hết ngày nay là ngày mai là cho vét là xong luôn á.